Hi. À, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vô Địa. Mình đi tàu lao chào với đào Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali và Đại Lâm chị bên đây. À, đi trước mặt em cái Đại Lâm là Lê Kiệt và một cầu thủ trẻ đang lên xoáy ấp thôi. Còn bên kia là Te Te, đối thủ của các ké mẹ Kiền Nhông. Te Te của Long Tân, mới phát hiện rồi của Long Tân nhân trận hôm nay, rất đẳng cấp về kỳ 12m. Đặc biệt là Te Te có những cú ấp phê, xoáy ấp phê rất ghê. Lại là cú xoáy ấp phê của Te Te. Bóng ra ngoài chừng 1m cũng vô luôn. Bỗng ra ngoài. Bốn không. Các bạn hãy chờ xem những cú xoáy ấp phê của Te Te và những cú lé của Te Te như thế nào đây. Quá ghê. Giờ này mà kỳ ra bạch đàn luôn. Đây là Cường Cao. À, Cường Cao đang quản lý sân này các bạn, ấp Vĩnh Ti, xã Long Tân, Nhân Trạch. Các bạn nào có vào đây thì đam mê là ủng hộ Cường Cao nha. Còn đây là Hoàng Mắc Kinh ghê. Ai có chủ nợ Hoàng Mắc Kinh tới đây luôn nha. Đừng báo Long Tân nha. Ok. Đừng báo Long Tân mà khai luôn. Còn đây là Viên Cứu Thương, Viên Cấp Cứu. Ở đây thứ gì cũng có các bạn ơi. Cho tao biết là cấp cứu đường hiện là nó ăn tiền nha. Rồi, chờ nhặt cái banh không biết đi đâu về đâu luôn. Đây, quá hay. Một bốn. Đây là áo đỏ, lại là cú giấy phê lé lé của Te Te. 5-1. Có thể nói những cú lé và những cú xoáy phê của Te Te rất khó chịu. 6-1 ra mùi. Mùi. Và thiếu cảm giác của Te Te. 2-6. Lại là pha thiếu cảm giác của Lê Kiệt. 7-2. Lại là một pha thiếu cảm giác của Te Te. Lại ta tiếp tục thiếu cảm giác của cậu nhóc trẻ bên kia. Buôn Rambi 47. Buôn Rambi là 47 hả? Ok. Chết với Te Te, lại là cú xoáy phê của Te Te. Đây làm rõ luôn, trả rồi chưa? 8-4. Ra sân nhà của nó mà. Tiếp tục là xoáy phê của Te Te, 9-4. Anh đứng dưới. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến hết. Xin chúc mừng Te Te.
Đào lắc, dính này lắc. Đây là bọ mắc kiến. Bọ mắc kiến. Rồi, chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây, te te đầu nâu. Cao thủ trẻ đang lên của Long Tân Nhân Trạch hôm nay. Đối thủ của các ké mẹ Kỳ Dông. Đẳng cấp của te te thật sự các bạn ơi. Anh cô, đọc sách anh hẳn anh chuyển qua 4 gói chứ. Nè, gom gom nay chuyển cho đưa tiền cho nè. Đây. Gom đi, gom, tháng 1 đi. Để làm gói luôn. Gom chứ.